Xin chào các bạn. Thư chào hàng có lẽ không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp trong giao dịch kinh doanh. Với thư chào hàng hấp dẫn, doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng tiềm năng, cải thiện độ nhận diện thương hiệu. Từ đó, doanh nghiệp kinh doanh và quảng bá thương hiệu tốt hơn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất tần tật về thư chào hàng nhé. Vậy thư chào hàng là gì? Tại sao trong giao dịch thương mại quốc tế, chúng ta phải viết thư chào hàng cho các đối tác? Và thư chào hàng có mấy loại? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Thư chào hàng là một bước quan trọng của quá trình bán hàng để hai bên tiến tới việc ký kết hợp đồng giao dịch thương mại, thiết lập nhằm thuyết phục những khách hàng tiềm năng mua sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Đây được xem là một trong những yếu tố không thể thiếu khi tiếp thị qua Internet. Trên thực tế, mục đích cuối cùng của thư chào hàng là thuyết phục người mua, mua những sản phẩm mà bạn muốn tiếp thị qua thư. Đó là lý do mà thư chào hàng cần đảm bảo được những yêu cầu tối thiểu, giúp người mua hiểu được những lợi ích cụ thể mà họ đạt được khi mua hàng. Ví dụ như sản phẩm, dịch vụ của bạn có thể giải quyết được những vấn đề hay nhu cầu như thế nào của người tiêu dùng. Hiệu quả của thư chào hàng phụ thuộc rất nhiều vào mục đích tạo thư của người gửi. Đó có thể là mục tiêu quảng bá thương hiệu, kích thích sự quan tâm hay khuyến khích mua hàng. Thư chào hàng có thể không mang lại hiệu quả mua hàng ngay lập tức, tuy nhiên ít nhất cần đảm bảo được hai trong các mục tiêu chính, đó là cung cấp cho người mua đủ thông tin để nâng cao nhận diện thương hiệu của người bán. Phải đảm bảo rằng người mua có thể biết được bên bán là ai và hàng hóa, dịch vụ mà bên bán cung cấp là gì, bởi ở thời điểm này họ có thể chưa cần hoặc không muốn những gì mà người bán cung cấp. Nhưng thư chào hàng của bên bán có thể mang lại những tác động tích cực nếu nó thành công tạo ấn tượng với người mua, bởi họ hoàn toàn có thể trở thành những khách hàng tiềm năng trong tương lai. Căn cứ vào sự ràng buộc trách nhiệm của người chào hàng, bên bán có thể gửi thư chào hàng cho một đối tượng cụ thể hay còn gọi là chào hàng cố định, hoặc gửi thư chào hàng tới một nhóm người hay còn gọi là chào hàng tự do. Chào hàng cố định là việc chào bán một lô hàng nhất định, trong đó người bán thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Thêm vào đó, chào hàng cố định không thể hủy bỏ và phải nêu rõ thời gian mà người chào hàng bị ràng buộc trách nhiệm vào lời đề nghị của mình. Thời gian này còn gọi là thời gian hiệu lực của chào hàng cố định. Trong thời gian hiệu lực, nếu người mua chấp nhận hoàn toàn lời chào hàng đó thì hợp đồng coi như được ký kết. Trên đây là một ví dụ của chào hàng cố định. Nội dung thư gồm 6 phần cơ bản. Mở đầu thư là lời chào trang trọng tới đối tác, các bạn có thể dùng dear sir, sau lời chào luôn dùng dấu phẩy. Tiếp theo, hãy bắt đầu nội dung chính của bức thư bằng một đề xuất cho doanh nghiệp nhập khẩu về mặt hàng của công ty dựa trên nhu cầu của họ. Nếu hai bên chưa từng có giao dịch thương mại với nhau, bạn có thể giới thiệu qua công ty của mình, nêu qua một số thành tựu góp phần tạo nên uy tín. Tiếp đến là lúc bạn đưa ra các số liệu, bảng giá, thông tin chi tiết về mặt hàng, có thể gửi thêm các file đính kèm để đối tác thuận tiện theo dõi, nắm rõ thông tin. Tại phần này, ưu tiên đưa ra những dẫn chứng thực tế từ những khách hàng trước để chứng minh công dụng tuyệt vời, điểm khác biệt của mặt hàng so với những sản phẩm khác trên thị trường. Lời kêu gọi khách hàng đưa ra hành động là một yếu tố không thể thiếu trong bố cục của thư chào hàng. Trong phần này, hãy kêu gọi điều mà bạn muốn khách hàng làm. Lời kêu gọi phải thật rõ ràng, không chung chung, hãy cố gắng thể hiện một cách khéo léo nhất để đạt được hiệu quả bán hàng cao. Cuối cùng, cũng đừng quên gửi lời chào thân thiện đến khách hàng nhé. Bạn có thể thêm thông tin liên lạc như email, số điện thoại để giúp việc trao đổi công việc dễ dàng hơn. Lưu ý rằng, nếu bắt đầu email bằng Dear, cộng với tên người nhận cụ thể, sẽ kết thúc bằng Your Sincerely. Nếu bắt đầu email bằng Dear Sir, Madam, không có tên người cụ thể, chúng ta dùng Your Faithfully ở cuối email. Thế nào là chào hàng tự do? Chào hàng tự do là loại chào hàng không ràng buộc trách nhiệm của người phát ra nó. Cùng một lúc với một lô hàng, người ta có thể chào hàng tự do cho nhiều khách hàng. Chào hàng tự do trở thành hợp đồng khi có sự xác nhận lại của người xuất khẩu. Người mua không thể trách cứ người bán nếu sau khi chấp nhận chào hàng, người bán không ký hợp đồng với mình. Ngoài ra, dựa vào mức độ chủ động của người xuất khẩu, ta chia chào hàng thành hai loại, chào hàng thụ động và chào hàng chủ động. Chào hàng thụ động là loại chào hàng mà người bán nếu trước đó nhận được những yêu cầu của người mua. Chào hàng thụ động còn có tên gọi là trả lời thư hỏi hàng. Vậy chào hàng chủ động là gì? Chào hàng chủ động là việc người bán chủ động chào hàng khi chưa nhận được thư hỏi hàng của người mua. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với quan điểm của Công ước viên 1980 về thư chào hàng. Công ước viên 1980 hay còn gọi là Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế, trong tiếng Anh là United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, viết tắt là CIFG. Công ước viên 1980 có vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy tự do hợp đồng bằng cách trao cho các bên sự tự do cần thiết trong việc thay đổi hoặc thay thế hầu hết tất cả các quy định bằng những điều khoản hoặc biện pháp riêng của họ. Áp dụng đối với các hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán có địa điểm kinh doanh tại các nước là thành viên của công ước. Song công ước có sự nhất quán trong việc nhấn mạnh yếu tố tự do hợp đồng, theo đó các bên có quyền quy định khác.
CIFG được soạn thảo bởi nhóm làm việc gồm các luật sư khắp trên các khu vực thế giới dưới sự bảo trợ của Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc, hứa hẹn lần đầu tiên có một luật mua bán quốc tế hiệu quả. Vậy liệu Việt Nam đã trở thành thành viên của CIFG chưa? Câu trả lời đó chính là Việt Nam đã đi trước nhiều nước ASEAN khác để trở thành thành viên thứ hai sau Singapore gia nhập công ước quan trọng này. Năm 2015, Việt Nam đã chính thức được phê duyệt việc gia nhập công ước viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên Hợp Quốc để trở thành thành viên thứ 84 của công ước. Công ước viên bắt đầu có hiệu lực ràng buộc tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Sự kiện này đã đánh dấu một mức mới trong quá trình tham gia vào các điều ước quốc tế đa phương về thương mại, tăng cường mức độ hội nhập của Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta về mua bán hàng hóa quốc tế và cho các doanh nghiệp Việt Nam một khung pháp lý hiện đại, công bằng và an toàn để thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. CIFG với 4 điều khoản bao gồm điều 14 đến điều 17, công ước đã quy định khá chi tiết đầy đủ về vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình chào hàng. Sau đây chúng ta hãy cùng đi sâu và giải thích cụ thể nội dung trong các điều khoản đó. Trước hết, điều 14 của công ước đã định nghĩa chào hàng, nêu rõ đặc điểm của chào hàng, đồng thời phân biệt chào hàng với các lời mời chào hàng. Chào hàng là giai đoạn trong đó một bên có đề nghị về việc ký kết hợp đồng được gửi đích danh cho một hoặc một vài người. Đến với điều 15 khoản 1, quy định chào hàng có thể là bất kỳ một lời đề nghị nào đủ rõ ràng và chỉ rõ tên hàng hóa, xác định một cách trực tiếp hoặc ngầm định về số lượng và giá cả. Chào hàng chỉ phát sinh hiệu lực khi nó tới nơi người được chào hàng. Điều 15 khoản 2 quy định chào hàng có thể bị hủy nếu thông báo của người chào hàng về việc hủy chào hàng gửi tới nơi người được chào trước hoặc cùng lúc với chào hàng. Điều 16 của Công ước viên 1980 quy định về nguyên tắc các đề nghị giao kết hợp đồng có thể bị hủy ngang. Tuy nhiên, các điều khoản này cũng quy định về việc hủy bỏ một đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thực hiện với điều kiện hủy bỏ này đến bên được đề nghị trước khi bên này gửi chấp nhận đề nghị. Như vậy, chỉ khi bên được đề nghị chấp nhận đề nghị bằng miệng hoặc khi bên được đề nghị chứng minh là đã chấp nhận bằng cách thực hiện một hành vi mà không thông báo tới bên đề nghị thì bên đề nghị có quyền tiếp tục hủy bỏ đề nghị cho tới khi hợp đồng được giao kết. Mặt khác, khi một đề nghị được chấp nhận bằng văn bản thì hợp đồng được giao kết khi chấp nhận đến bên đề nghị. Trong trường hợp này, bên đề nghị mất quyền hủy bỏ đề nghị ngay khi bên được đề nghị gửi chấp nhận đề nghị. Khoản 2 điều 16 của Công ước viên 1980 quy định hai ngoại lệ quan trọng của nguyên tắc chung liên quan đến khả năng hủy ngang của một đề nghị giao kết hợp đồng. Và cuối cùng ở điều 17 của Công ước, chào hàng sẽ mất hiệu lực khi người chào hàng nhận được thông báo về việc từ chối chào hàng. Sau khi nhận được thư chào hàng của người xuất khẩu, theo bạn, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phản ứng như thế nào? Đầu tiên, nếu mặt hàng trong thư chào hàng có liên quan tới hoạt động kinh doanh của đối tác, họ sẽ quan tâm và chú ý đến nội dung thư. Các doanh nghiệp nhập khẩu có thể lưu lại thông tin của công ty chào hàng, các bộ phận sẽ kiểm tra giá và chất lượng, lập bảng so sánh giá. Sau khi xử lý nội bộ, họ sẽ liên hệ với nhà cung cấp để thương lượng và đưa ra điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung. Nếu thỏa thuận thành công, giao dịch sẽ diễn ra, khi đó doanh nghiệp nhập khẩu chấp nhận thư chào hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhập khẩu có thể không quan tâm tới thư chào hàng vì nhiều lý do, thường là chào hàng không đúng đối tượng mục tiêu, không phù hợp với hoạt động kinh doanh hoặc không đáp ứng với các mức giá và chi phí. Đối tác có thể gửi lại một bức thư cảm ơn và từ chối lời chào hàng của bạn, hoặc hành vi im lặng không phản hồi cũng đồng nghĩa với việc không quan tâm đến thư chào hàng. Vậy là trong video hôm nay chúng ta đã cùng điểm qua một số kiến thức trọng tâm về thư chào hàng, bao gồm khái niệm, quan điểm về thư chào hàng trong Công ước viên 1980 và phản ứng của doanh nghiệp nhập khẩu khi nhận được thư chào hàng. Hy vọng rằng những kiến thức thú vị trong video sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn vẹn hơn về thư chào hàng để đưa ra những chiến lược phù hợp trong các giao dịch kinh doanh của mình. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like, subscribe và comment xuống dưới để tiếp thêm năng lượng cho chúng mình trong những video sắp tới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!